Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết rõ bốn chúng đó là Bí Sô, Bí Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca và Đại Bồ Tát cùng với bốn đại vương thiên chúng trời 33, trời Dạ Ma, trời Đổ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh, đều tập hợp hòa hiệp để làm chúng, liền bảo trời Đế Thích, Kiều Thi Ca, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bí Sô, Bí Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca, hoặc các thiên tử, hoặc các thiên nữ, hoặc thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân, chẳng lìa tâm của trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu tập như lý tư duy, vì người diễn thuyết, truyền bá rộng rãi, nên biết những người ấy không bị các ác ma vương và quyến thuộc của ma có thể làm não hại được. Vì sao Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của sắc, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của thọ tưởng hành thức, chẳng thể dùng cái không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng cái vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì sắc uẩn vân vân tự tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại, sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của nhãn xứ, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì nhãn xứ vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của sắc xứ, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì sắc xứ vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của nhãn giới, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì nhãn giới vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của nhĩ giới, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì nhĩ giới vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của tỷ giới, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì tỷ giới vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của thiệt giới, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc,
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì thiệt giới vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của thân giới, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì thân giới vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của ý giới, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì ý giới vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của địa giới, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì địa giới vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của thánh đế khổ, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của thánh đế tập diệt đạo, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì thánh đế khổ vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của vô minh, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì vô minh vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của cái không nội, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đủ khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì cái không nội vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của chân như, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì chân như vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được.
kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của bố thí ba la mật đa, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của bốn tịnh lự, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì bốn tịnh lự vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của tám giải thoát, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì tám giải thoát vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của bốn niệm trụ, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của pháp môn giải thoát không, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của năm loại mắt, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của sáu phép thần thông, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì năm loại mắt vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của mười lực của Phật, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì mười lực của Phật vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của pháp không quên mất, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của tánh luôn luôn xả, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì pháp không quên mất vân vân tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của trí nhất thiết, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện.
Vì sao? Vì trí nhất thiết vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của tất cả pháp môn Đà La Ni, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của dự lưu, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì dự lưu vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của dự lưu hướng dự lưu quả, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì dự lưu hướng dự lưu quả vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của độc giác, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của độc giác hướng độc giác quả, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì độc giác vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của Đại Bồ Tát, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của Tam Miệu Tam Phật Đà, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của pháp của Đại Bồ Tát, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì pháp của Đại Bồ Tát vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của Thanh Văn Thừa, khéo an trụ không vô tướng vô nguyện của Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa, chẳng thể dùng không để đạt được sự thông suốt của không, chẳng thể dùng vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, chẳng thể dùng vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì Thanh Văn Thừa vân vân, tự tánh của chúng đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại và sự não hại chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy là những người mà loài người chẳng phải người không thể dễ dàng làm hại được. Vì sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với tất cả hữu tình khéo tu tâm từ bi hỷ xả. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy chẳng bao giờ bị não hại bởi các sự kiện hiểm ác một cách bất ngờ, cũng chẳng chết đột ngột. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy tu hành bố thí ba la mật đa, đối với các hữu tình cấp dưỡng bình an chân chánh. Lại nữa, kiều thi ca, ở thế giới ba lần ngàn này có chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời cực quang tịnh, trời biến tịnh, trời quảng quả vân vân, đã phát tâm cầu sự giác ngộ cao tột.
Đối với bát nhã ba la mật đa này, nếu vị nào chưa được nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, tránh tư duy, thì nay nên chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bát nhã ba la mật đa này, chú tâm nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy. Kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, hoặc tại nhà trống, hoặc tại đồng hoang, hoặc tại đường hiểm và nơi có tai nạn, chẳng bao giờ sợ hãi kinh khủng dựng lông. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu cái không nội, khéo tu cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi pháp, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Lúc bấy giờ, ở thế giới ba lần ngàn này, có chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, vân vân cùng bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, thường hay thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, sao chép giảng giải, truyền bá rộng rãi, thì chúng con thường theo cung kính hộ vệ, chẳng để tất cả tai nạn xâm phạm bất ngờ. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy chính là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên khiến các hữu tình vĩnh viễn xa lìa các đường hiểm ác, địa ngục, bằng sanh, quỷ giới, a tố lạc. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên các trời người vĩnh viễn xa lìa tất cả các khổ về tai họa, tật dịch, bần cùng, đói khát, nóng lạnh, vân vân. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có 10 thiện nghiệp đạo. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa.
Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có dòng họ lớn Sát Đế Lợi, dòng họ lớn Bà La Môn, dòng họ lớn Trường Giả, dòng họ lớn Cư Sĩ, các tiểu quốc vương chuyển luân thánh vương bề tôi phụ tá. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quảng. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Hữu Cánh. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có trời Không Vô Biên Xứ, trời Thức Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, và dự lưu hướng dự lưu quả, Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có độc giác và độc giác hướng độc giác quả. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có Đại Bồ Tát thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có Như Lai ứng chánh đẳng giác, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân niệm màu, độ vô lượng chúng sanh. Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thế gian mới có Phật bảo, Pháp bảo, Bí xô tăng bảo. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy nên chúng con Thiên Long và A Tố Lạc, Kiền Đạt Phược, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc, Dược Xoa, La Sát Ba, Mạc Hô Lạc Già, Nhân Phi Nhân, vân vân thường theo cung kính ủng hộ Đại Bồ Tát ấy, chẳng để cho tất cả tai họa xâm phạm não hại. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo trời Đế Thích và các Thiên Long, A Tố Lạc, vân vân: đúng vậy, như các ngươi đã nói, Kiểu Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, thường thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, sao chép giảng giải, truyền bá rộng rãi, thì nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy chính là Đại Bồ Tát. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên các hữu tình vĩnh viễn được dứt trừ địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, A Tố Lạc, vân vân. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên chư thiên nhân vĩnh viễn được xa lìa tất cả các khổ tai họa, bệnh tật, bần cùng, đói khát, nóng lạnh, vân vân. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên 10 thiện nghiệp đạo xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên bố thí ba la mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy
nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên dòng họ lớn Sát Đế Lợi, dòng họ lớn Bà La Môn, dòng họ lớn Trường Giả, dòng họ lớn Cư Sĩ, các tiểu quốc vương chuyển luân thánh vương, bể tôi phụ tá xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quảng xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên trời Không Vô Biên Xứ, trời Thức Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, và dự lưu hướng dự lưu quả, Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên độc giác và độc giác hướng độc giác quả xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên Đại Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu, độ vô lượng chúng sanh. Kiều Thi Ca, vì do Đại Bồ Tát ấy nên Phật Bảo, Pháp Bảo, Bí Xô Tăng Bảo xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì duyên cớ này, Thiên Long, A Tố Lạc, vân vân các ngươi thường nên theo cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen và siêng năng ủng hộ Đại Bồ Tát này, chớ để tất cả tai họa xâm phạm não hại. Kiều Thi Ca, nếu có người thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bồ Tát như vậy, thì nên biết chính là cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen ta và tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong mười phương. Vì vậy, nên tất cả Thiên Long, A Tố Lạc, vân vân các ngươi thường nên theo cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen và siêng năng ủng hộ Đại Bồ Tát này, chớ để tất cả tai họa xâm phạm não hại. Kiều Thi Ca, giả sử thanh văn duyên giác đầy khắp châu Nam Thiệm Bộ như rừng mía, lau, trúc, nếp, mè, rừng rậm dày đặc không hở, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Đối với ruộng phước ấy, dùng vô lượng các thứ đồ dùng tốt đẹp vừa ý, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen suốt cả cuộc đời. Hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen một Đại Bồ Tát sơ phát tâm, chẳng lìa sáu phép ba la mật đa. Nếu lấy công đức của những người trước so với phước đức của người này, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, ức phần chẳng bằng một, trăm ức phần chẳng bằng một, ngàn ức phần chẳng bằng một, trăm ngàn ức phần chẳng bằng một. Phần tính đếm, phần thí dụ cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Kiều Thi Ca, giả sử thanh văn độc giác đầy khắp cả châu Nam Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thân như rừng mía, lau, trúc, nếp, mè, rừng rậm, vân vân, dày đặc không chỗ hở, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Đối với ruộng phước ấy, dùng vô lượng các thứ đồ dùng tốt đẹp vừa ý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen suốt cả cuộc đời. Hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một Đại Bồ Tát sơ phát tâm, chẳng lìa sáu phép ba la mật đa. Nếu lấy công đức của những người trước so với phước đức của người này, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một.
Kiều Thi Ca, Giả Sử Thanh Văn Độc Giác, đầy khắp cả châu Nam Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thân, châu Tây Ngưu Hóa, như rừng mía lau trúc nếp mè, rừng rậm dày đặc không chỗ hở, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Đối với ruộng phước ấy, dùng vô lượng các thứ, đồ dùng tốt đẹp vừa ý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen suốt cả cuộc đời. Hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một đại Bồ Tát sơ phát tâm, chẳng lìa sáu phép ba la mật đa. Nếu lấy công đức của những người trước so với phước đức của người này, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Kiểu Thi Ca, Giả Sử Thanh Văn Độc Giác, đầy khắp cả châu Nam Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thân, châu Tây Ngưu Hóa, châu Bắc Cu Lô, như rừng mía lau trúc nếp mè, rừng rậm vân vân dày đặc không chỗ hở, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Đối với ruộng phước ấy, dùng vô lượng các thứ đồ dùng tốt đẹp vừa ý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen suốt cả cuộc đời. Hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một đại Bồ Tát sơ phát tâm, chẳng lìa sáu phép ba la mật đa. Nếu lấy công đức của những người trước so với phước đức của người này, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Kiểu Thi Ca, Giả Sử Thanh Văn Độc Giác, đầy khắp cả bốn châu, như rừng mía lau trúc nếp mè, rừng rậm dày đặc không chỗ hở, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Đối với ruộng phước ấy, dùng vô lượng các thứ đồ dùng tốt đẹp vừa ý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen suốt cả cuộc đời. Hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một đại Bồ Tát sơ phát tâm, chẳng lìa sáu phép ba la mật đa. Nếu lấy công đức của những người trước so với phước đức của người này, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Kiểu Thi Ca, Giả Sử Thanh Văn Độc Giác, đầy khắp tiểu thiên thế giới, như rừng mía lau trúc nếp mè, rừng rậm vân vân dày đặc không chỗ hở, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Đối với ruộng phước ấy, dùng vô lượng các thứ đồ dùng tốt đẹp vừa ý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen suốt cả cuộc đời. Hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một đại Bồ Tát sơ phát tâm, chẳng lìa sáu phép ba la mật đa. Nếu lấy công đức của những người trước so với phước đức của người này, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Kiểu Thi Ca, Giả Sử Thanh Văn Độc Giác, đầy khắp trung thiên thế giới, như rừng mía lau trúc nếp mè, rừng rậm vân vân dày đặc không chỗ hở, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Đối với ruộng phước ấy, dùng vô lượng các thứ đồ dùng tốt đẹp vừa ý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen suốt cả cuộc đời. Hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một đại Bồ Tát sơ phát tâm, chẳng lìa sáu phép ba la mật đa. Nếu lấy công đức của những người trước so với phước đức của người này, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Kiểu Thi Ca, Giả Sử Thanh Văn Độc Giác, đầy khắp cảnh giới chư Phật, trong thế giới ba lần ngàn, như rừng mía lau trúc nếp mè, rừng rậm vân vân dày đặc không chỗ hở, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Đối với ruộng phước ấy, dùng vô lượng các thứ đồ dùng tốt đẹp vừa ý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen suốt cả cuộc đời. Hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một đại Bồ Tát sơ phát tâm, chẳng lìa sáu phép ba la mật đa. Nếu lấy công đức của những người trước so với phước đức của người này, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Kiểu Thi Ca, Giả Sử Thanh Văn Độc Giác, đầy khắp vô lượng vô biên thế giới trong mười phương, như rừng mía lau trúc nếp mè, rừng rậm vân vân dày đặc không chỗ hở, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Đối với ruộng phước ấy, dùng vô lượng các thứ đồ dùng tốt đẹp vừa ý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen suốt cả cuộc đời. Hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một đại Bồ Tát sơ phát tâm, chẳng lìa sáu phép ba la mật đa.
Nếu lấy công đức của những người trước so với phước đức của người này, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì chẳng do thanh văn và độc giác mà có Đại Bồ Tát và các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Chỉ do Đại Bồ Tát mà có thanh văn độc giác và các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Vì vậy nên các ngươi, tất cả Thiên Long, A Tố Lạc, Kiền Đạt Phược, Yết Lộ Trà, Khẩn Lại Lạc, Dược Xoa, La Sát Ba, Mạc Hô Lạc Già, Nhân Phi Nhân, thường nên ủng hộ, bảo vệ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen Đại Bồ Tát này, chớ để tất cả tai họa xâm phạm não hại. Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Đại Bồ Tát ấy, đối với Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu này, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, sao chép giảng giải, truyền bá rộng rãi, nhiếp thọ công đức của những việc cụ thể như vậy, thành tục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thân cận phụng sự chư Phật Thế Tôn. Theo đó sự vui vẻ, căn lành thù thắng, do đối với chư Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen liền được viên mãn. Đối với chánh pháp của chư Phật đã được nghe cho đến khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, không bao giờ quên. Những pháp yếu đã được nghe có khả năng nhanh chóng nhiếp thọ, nên được dòng họ viên mãn, thân mẫu viên mãn, sự sanh viên mãn, quyến thuộc viên mãn, tướng hảo viên mãn, quang minh viên mãn, nhãn viên mãn, nhĩ viên mãn, âm thanh viên mãn, đà la ni viên mãn, tam ma địa viên mãn. Lại dùng sức phương tiện thiện xảo, biến thân như Phật, từ thế giới này đến thế giới khác, đến nước không có Phật, giảng thuyết khen ngợi bố thí Ba La Mật Đa, giảng thuyết khen ngợi tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, giảng thuyết khen ngợi cái không nội, giảng thuyết khen ngợi cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi pháp, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, giảng thuyết khen ngợi chân như, giảng thuyết khen ngợi pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, giảng thuyết khen ngợi thánh đế khổ, giảng thuyết khen ngợi thánh đế tập diệt đạo, giảng thuyết khen ngợi bốn tịnh lự, giảng thuyết khen ngợi bốn vô lượng, bốn định vô sắc, giảng thuyết khen ngợi tám giải thoát, giảng thuyết khen ngợi tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, giảng thuyết khen ngợi bốn niệm trụ, giảng thuyết khen ngợi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, giảng thuyết khen ngợi pháp môn giải thoát không, giảng thuyết khen ngợi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, giảng thuyết khen ngợi năm loại mắt, giảng thuyết khen ngợi sáu phép thần thông, giảng thuyết khen ngợi mười lực của Phật, giảng thuyết khen ngợi bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Giảng thuyết khen ngợi pháp không quên mất, giảng thuyết khen ngợi tánh luôn luôn xả, giảng thuyết khen ngợi trí nhất thiết, giảng thuyết khen ngợi trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, giảng thuyết khen ngợi tất cả pháp môn đà la ni, giảng thuyết khen ngợi tất cả pháp môn tam ma địa, giảng thuyết khen ngợi Phật bảo, giảng thuyết khen ngợi pháp bảo, bí xô tăng bảo. Lại dùng sức phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình, tuyên thuyết pháp yếu, tùy nghi an trí trong pháp ba thừa, khiến vĩnh viễn giải thoát sanh lão bệnh tử, chứng cảnh giới vô dư y niết bàn, hoặc lại cứu giúp nỗi khổ trong các đường ác, khiến được vào cõi nhân thiên, hưởng sự an lạc. Hết quyển thứ 100.